Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí, đồng thời tổ chức lễ ký kế kết chương trình phối hợp giữa Cục Báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Tại hội nghị Cục Báo chí và Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ký kết chương trình phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí và đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền giai đoạn 2020-2025. Thông qua đó, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và thực thi cơ chế chính sách, quy định pháp luật về báo chí, trao đổi thông tin chia sẻ dữ liệu, thông tin báo chí phản ánh về các vấn đề kinh tế xã hội và các sự kiện chính trị nhằm phát huy khả năng thế mạnh của mỗi bên trong công tác quản lý nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá về thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2017, thành phố đã triển khai ký kế kết kế chương trình thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn. Ba năm qua, đã có trên 25.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí. Nhờ đó, hình ảnh thành phố Đà Nẵng ngày càng được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến, đặc biệt là các nhà đầu tư góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22, năm thành phố chọn chủ đề là năm khôi phục, tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Lãnh đạo thành phố đặt quyết tâm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc triển khai mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, thành phố mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông, cục báo chí và các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động, tích cực đồng hành, hỗ trợ thành phố trong quá trình triển khai các nhiệm vụ này. Dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình hợp tác truyền thông giữa thành phố Đà Nẵng với các cơ quan báo chí đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.